12 nhân chứng tới phiên tòa xét xử cựu đại tá Phùng Anh Lê. Có tổng số 7 luật sư đăng ký bào chữa cho bị cáo Phùng Anh Lê, cựu đại tá, trưởng phòng cảnh sát kinh tế công an Hà Nội. Trong vụ án ông này bị cáo buộc nhận hối lộ 110 triệu đồng để không xử lý người phạm tội. Hội đồng xét xử cũng triệu tập 2 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và 12 người làm chứng tới phiên tòa sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 8. Dự kiến ngày 12 tháng 8, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm ông Phùng Anh Lê, cựu đại tá, cựu trưởng phòng cảnh sát kinh tế công an Hà Nội về tội nhận hối lộ theo quy định tại Điều 354 Bộ Luật Hình sự. Hội đồng xét xử gồm 3 người do thẩm phán Trần Nam Hà, phó chánh tòa hình sự, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội làm chủ tọa, 2 kiểm sát viên của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và 1 kiểm sát viên của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội giữ quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa. Đến nay, có tổng số 7 luật sư đăng ký bào chữa cho bị cáo Phùng Anh Lê, 4 luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Đức Châu. Hội đồng xét xử cũng triệu tập 2 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và 12 người làm chứng. Theo cáo trạng, tháng 9 năm 2016, đối tượng Nguyễn Hữu Tài, chú phường Phúc Xá, quận Ba Đình, ra công an quận Tây Hồ đầu thú về hành vi cùng đồng phạm bắt, đánh một người nợ tiền mình. Tại sau đó bị ra lệnh tạm giữ 4 ngày nhưng người thân của anh ta lo sợ nên tìm gặp ông Phùng Văn Bảy, chú họ của bị can Phùng Anh Lê, nhờ giúp đỡ. Cáo trạng cho rằng, ông Bảy đặt vấn đề và được ông Lê đồng ý tha tài với điều kiện đưa mình 110 triệu đồng. Tối ngày 22 tháng 9 năm 2016, ông Bảy tới phòng làm việc của ông Lê, giao tiền và nói cháu xem giúp hòa giải cho nó về. Nhận tiền xong, ông Lê chỉ đạo bị can Nguyễn Đức Châu, nguyên đội trưởng hình sự và chỉ đạo Lê Đình Trung, nguyên phó đội thi hành án hình sự, giao tài cho Vũ Công Ngọc, phó đội hình sự công an quận Tây Hồ. Tài được thả vào khoảng 0 giờ ngày 23 tháng 9 năm 2016, chưa đầy một ngày sau khi bị tạm giữ. Sau đó, Tài và nạn nhân bị anh ta bắt giữ được gọi lên công an quận Tây Hồ để hòa giải. Theo Viện Kiểm sát, đến năm 2021, công an thành phố Hà Nội phát hiện hành vi phạm tội của Tài chưa bị xử lý nên khởi tố. Phía tòa án sau đó phạt Tài 24 tháng tù. Việc ông Phùng Anh Lê nhận tiền, thả người cũng được khởi tố điều tra. Trong vụ án, Viện Kiểm sát đánh giá bị can Phùng Anh Lê thời điểm đó là trưởng công an quận nên biết rõ Nguyễn Hữu Tài đang bị tạm giữ để phục vụ cho việc kiểm tra xác minh thông tin tội phạm. Tuy nhiên, khi được ông Phùng Văn Bảy đặt vấn đề, ông Lê đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, yêu cầu đưa 110 triệu đồng rồi chỉ đạo cấp dưới thả người. Cơ quan tố tụng cho rằng, quá trình điều tra, ông Phùng Anh Lê không thành khẩn khai báo, ngoan cố chối tội, đổ lỗi cho cấp dưới, không thừa nhận việc chiếm hưởng 110 triệu đồng. Đáng chú ý, cáo trạng còn xác định trước khi ông Lê bị khởi tố, vợ chồng ông Lê còn gặp ông Bảy, yêu cầu người này xin lỗi vì đã khai báo việc đưa tiền nhằm làm mờ hành vi phạm tội của mình. Các bị can Nguyễn Đức Châu, Vũ Công Ngọc, Lê Đình Trung biết chỉ đạo của Phùng Anh Lê là trái pháp luật nhưng đã chấp hành, thực hiện tha trái pháp luật Nguyễn Hữu Tài. Bắt Phó trưởng Công an huyện Mường Lát. Trung tá Hơ Văn Thò, Phó trưởng Công an huyện Mường Lát, Thanh Hóa đã bị cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi giả mạo hồ sơ. Ngày 28 tháng 7, thông tin từ lãnh đạo huyện ủy Mường Lát, đơn vị này đã giao cho Ủy ban Kiểm tra huyện ủy tiến hành các thủ tục theo quy định của Đảng để tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với Trung tá Hơ Văn Thò, Phó trưởng Công an huyện Mường Lát nhằm phục vụ công tác điều tra. Nguồn tin riêng cho biết, ngày 27 tháng 7, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã thực hiện quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Trung tá Hơ Văn Thò, sinh năm 1964 để điều tra hành vi giả mạo hồ sơ. Được biết, Trung tá Hơ Văn Thò quê ở xã Bù Nhi, huyện Mường Lát và đã có quá trình nhiều năm công tác tại công an huyện này. Thank you.